Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Cứ Thái. Hôm nay bọn mình trước khi vào video thì sẽ unbox một cái lá thư đến từ bạn Nguyễn Khánh My và người nhận là anh Bê Cứ Thành. Ai à? Anh có thư cả các bạn. Bạn ấy còn ký tên mời mi mi quăng 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 này các bạn. Trái tim luôn, một trái tim à. Trái tim rất to. Wow, có thư thật, có thư thật các bạn. Đây đây mình, bạn viết bằng bút chì nên nó sẽ hơi lóa. Đọc cái này trước đi ông. Đọc đi ông. Chúc anh Bê Quý Thành. Đúng rồi, chúc anh Bê Quý Thành nha các bạn. Đấy, bạn viết chữ hơi xấu. Vì bạn ấy chắc là cũng mới học tiểu học thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn nghe nha. Thật giọng đọc truyền cảm. Editor đoạn này cho nhạc kiểu nhẹ nhàng bay bổng đấy. Bắt đầu. Thảm ơi. Anh Bê Quý Thành à, em là cô bé hôm qua ở sảnh A mà. Chào anh. Anh có thể kết bạn cùng em ở trên Facebook của em không? Ok. Em là Khánh My. Ok My nha. Chúc anh và chị luôn ở bên nhau mãi mãi. Anh có thể đọc bài này cho các bạn nghe vào chương trình hôm nay được không ạ? Anh có thể gửi lại thư cho em, nhưng em lại không để địa chỉ của em thì làm sao mà anh Bê Quý Thành gửi lại thư cho em được? Đấy. Cảm ơn bạn Khánh Ngân rất nhiều. Khánh My à? Khánh My à? Vào Khánh Ngân cái nào? Okay. Khánh My nhá. Rồi ok vào. Sẽ Khánh My, Khánh My. À Khánh My. Lú lên con cú ra được các bạn. Rồi ok, cảm ơn bạn Khánh My rất nhiều nhá. Anh đã nhận được lá thư, cảm ơn em rất nhiều ha. Và bây giờ chúng ta vào video ngày hôm nay đấy, anh đã đọc rồi nhé, còn địa chỉ của em không biết, anh không gửi lại đâu. Rồi hôm nay hôm trước thì anh với ốc đã đua xe 2 bánh. Hôm nay mình sẽ tăng độ khó hơn, anh với ốc sẽ đua xe đạp 1 bánh. Okay. Như mấy ông diễn xiếc luôn các bạn ạ. Okay. Vậy thì các bạn nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Còn bây giờ thì mình sẽ đi sang bên này để bật máy tính của mình lên. Rồi solo sang máy của ốc ấy. Ốc tuổi gì sánh vai, ok fine. Xin chào ốc đại ngốc, còn đây là Bê Quý Thành hot boy đầu cắt môi. Thôi đừng có bốc phét nữa, mau vào việc luôn. Ok, vào đây lấy xe đi. Lấy xe đâu? Đây, đi hẳn vào đây này. Đấy, vào đâu? Đây, đi vào đây. Rồi, rồi, đây rồi. Đó. Tôi đang lấy xe tự nhiên lại bị ảo ra là sao? Ui giời, em gà quá nó đẩy ra đấy. Đây, đây xe đi, đi xe một bánh khó lắm các bạn ạ. Nó không có tay cầm phía trước, mình không thể điều chỉnh hướng được. Còn bây giờ mình phải dùng chân mình đạp, mình điều khiển thôi. Nào, bây giờ đến 1, 2, 3 bắt đầu chưa? Ok. 1, 2, đi luôn. Really nigga. Ông kia bẩn da. Ôi đây. Anh vẫn dẫn đầu. Sao anh lại dẫn đầu, em bỏ xa anh rồi. Anh đến lộn tục mèo. Rồi rồi. Không thể thua ốc được, ốc kiểu gì. Bom, ui có mìn nhá các bạn, mấy cái chấm đỏ này là mìn á. Ok. Ồ, nhảy lên là nó xoay lộn tùng phèo luôn. Ốc kia các bạn ơi, mình sẽ đuổi được ốc. Này, đạp lùi thế này, nhìn thấy chưa? Đạp lùi hơi bị hoành tráng luôn này. Ốc đi anh quá, hôm nay ốc thật tự cao trình độ rồi các bạn ạ. Rồi, bên cái thành lên. Ốc có đợi ai, rồi sao ốc giảy xuống, ốc rụng này. Ok. Rồi ghê đấy, anh sắp đuổi được ốc rồi các bạn ơi. Đuổi phát được luôn. Ê đây nha, đang dừng nha. Điểm của mình bây giờ đang là 10.123 điểm. Điểm bây giờ thành 4.900 rồi. Rồi vậy là anh chỉ được bằng một nửa em thôi. Đây sắp đuổi rồi. Ui đi khó quá các bạn ơi. Em đang đến cái phần chạm màu... vào cát là chết à? Chạm vào cát nó sẽ chậm hay sao ấy, kiểu như nó sẽ bị sượt bánh rồi mình lệch hướng á. Em thấy là anh sắp đến chỗ em rồi đấy. Em đang bắt đầu ở chỗ xanh lá cây, bản đồ xanh lá cây rồi. Chết rồi, anh Dũng à. Ôi, mày chỗ đấy mà cũng Dũng thì kém thật đấy. Ôi giời ơi. Cày tê à. Này, ôi giời ơi. Lại. Ngươi trời ơi, thắng làm vua thua chơi lại các bạn ạ. Lại đây thua lại. Lỗi. Ôi trời ơi các bạn ơi, thắng làm vua thua chơi lại. Đây. Nào. Em là quá gọi là đồng đội với anh, em mới chơi lại không, anh chỉ có hít khói thôi. Nào, ván 1, bây giờ là ván 2 nhá. Ôi trời, còn ván 2. Ồ gì đây? Được chưa? Ở đây.
Nào. Ván 2. Phải ván có ván 2. Hiệp 1, hiệp 2. Lại 3 đi. Cái gì ấy? Chơi bình thế. Đi đi. Ok, điều khiển kiểu gì? Sao nó cứ tự đi cái này ấy? Đi bình thường đi. Tròn này dễ mà. À đây rồi, anh hiểu rồi. Nãy giờ anh điều khiển sai các bạn ạ. Đúng rồi, anh cứ bạn tưởng là nó dễ đi như kiểu cái kia. Nó không có tay cầm nên là mình không dễ điều khiển các bạn ơi. Đây đây đây. Ôi mình nhảy căng quá, mình vừa bị rơi các bạn ạ. Đuổi anh đi ông ơi, anh đi chậm lắm. Ui sợ. Ui sợ. Thế này à, bán 2 thắng. Trời ơi. Chấp ốc đi trước. Thằng nào đi quả dừa to này đây. Ý giời, biết đạp rồi thì nó lại khác ngay các bạn. Bê Quy Thành đúng chưa bẩn luôn các bạn. Biết vậy mình không reset lại nữa. Không phải ván 1, ván 2 á. Không, ván 1, ván 2. Thế sao hôm trước không có ván 1, ván 2? Hôm trước lại còn đợi em á. Đợi em cái gì? Em không đợi anh chắc. Nào, đây đây, xem đuổi kịp anh không? Đuổi được mà. Anh hiểu cách đi rồi thì nó lại easy quá các bạn ơi. Ốc sắp bám đuổi được anh rồi các bạn ơi. Anh đang đợi ốc. Ván 1 là còn qua, anh chưa biết chơi thôi. Anh chưa bao giờ đạp xe một bánh như này thôi. Các bạn này, đạp xe một bánh thì nó khó. Anh chắc là qua đụng cát rồi đúng không? Ui ôi, tí giẫm một cái đỏ đỏ ấy. Anh Dũng ơi. Đồ ngu. Cái này chúng ta cần điều khiển sang phải sang trái để mặt mình hướng đi đâu và bánh xe nó tự chạy hướng theo hướng đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Lúc đó anh cứ tưởng phải dùng chuột, thôi anh đi lé hết cả mắt. Sao vậy? Ui, bạn kia có cái xe cầu vồng đi nhanh thế. Ui, tí anh sóng. Ui, bạn ấy mèo này, mèo đạp xe này. Mèo đạp xe đi học các bạn ơi. Đây, em đứng đợi này, đợi ở cái khu vực màu vàng, nhìn thấy chưa? Đây, anh tới đây. Chưa rồi. Ok. Ui, em rụng rồi. Toàn ốc ơi. Đây rồi, ốc lại phải chạy phía sau anh rồi. Đúng rồi. Thế thì mình thử thách xem ai đi được đến điểm một cái điểm nào xa nhất đi. Em tới điện đụng cát này, anh vẫn chưa tới luôn á. Em vừa nãy em đến tận cái chỗ màu vùng màu xanh lá cây ấy. Anh lúc nãy mới mãi ở cái chỗ màu cam, em vừa đến tận xanh lá cây rồi ấy. Đây, anh tới đây rồi. Đấy, nãy em mới đến đấy qua đấy rồi. Khói đỏ kìa, chạm vào chắc hy sinh nha các bạn. Đúng rồi ấy. Tí thì dụng các bạn ơi. Đoạn đấy nhảy hẫng là dễ dụng lắm. À, dụng rồi. Khó phê. Ê, em cũng vừa dụng nè. Rồi, nào, đi lại, nào, đùa. Sân nhảy phát lại lên đầu bạn này. Đợi anh không ơi. Đi thôi. Đây anh tới đây. Em cứ đi, anh chấp em đi trước. Chấp cái gì, anh chơi đúng ngu luôn. Đúng ngu cái gì nhỉ, anh đuổi em này. Ôi bạn kia đi sang mé áp dụng rồi kìa. Đuổi ốc được luôn nè. Ốc bảo chê anh à. Nào đua đi, anh mà quen rồi á. Ốc hít khói. Ốc hít khói đây. Ván này mới là ván chính thức, được chưa? Thấy gì chưa? Xoay tít tận lò luôn, đi gọi là đẳng cấp VIP Pro. Dụng rồi. Bạn này tuổi gì, nhìn anh chơi này. Ta-da-ta-da-ta, thấy không? Một khi đã quen thì không có tuổi. Đây rồi, anh vẫn đạp đến chỗ này rồi ốc ạ. Ốc đang hít khói bên Quý Thành các bạn, được ván đầu thôi. Ván sau anh cho hít khói luôn. Ván đầu người ta đi xa lắm rồi. Người ta đi tận màu xanh lá cây á. Quan trọng là ván sau các bạn. Quan trọng ván sau ấy gì. Bê Quy Thành lại cứ gạ mình là chơi lại đi. Ai sai ơi. Một phát còn nhảy tới thế giới bên kia luôn. Gọi là siêu tốc luôn các bạn. Woohoo. Vẫn chưa hy sinh. Ta vẫn chưa hy sinh. Oh yeah.
phay lại tí các bạn ơi. Sợi, ôi sợi đi vòng tròn này. Được rồi các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ em mới đến chỗ đụng cát. Rồi, anh tới đây rồi, ông ơi. Niệm luôn rồi. Cái thế à, đã lộ tiệp như thế rồi. Các bạn ơi, mình hy sinh nhiều quá. Ốc vô địch rồi, ốc là dưới một người trên vạn người, đứng đây chờ Bê Quy Thành tế từ chiều. Ui, đây gọi là trình độ, gọi là tí nữa thì rơi ra ngoài các bạn ạ, nhưng không sao. Mình sẽ cố gắng. Không thể để thua ốc được. Không thể thua ốc được. Wow, ốc đi tới tận dưới kia luôn rồi các bạn ơi. Ốc đi đến sắp được nửa phần màu xanh lá cây rồi. Giờ anh mới ở phần màu vàng. Đây này, anh sẽ cố gắng đuổi được ốc các bạn. Úi dồi ôi, Bê Quy Thành hít khói cực nặng. Không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi giá tỏi sẽ uống. Trời ơi, Bê Quy Thành đây. Bê Quy Thành đâu? Bê Quy Thành là những ai ở trong những người ở dưới kia các bạn ơi, mình nhìn không thấy Bê Quy Thành luôn. Chào người dẫn đầu đường đua nó khác bọt lắm, anh làm sao hiểu được. Em thấy có một bạn sắp đuổi được em chưa? Kệ bạn đi, anh đã đuổi được em chưa mà anh nói. Cái thế gì? Tuổi gì mà nói được Bê Quy Thành ơi. Đợi tí, anh kiểu gì cũng đuổi được em, đợi đấy. Mình cứ đi bình tĩnh thôi. Anh đi Bê bình Quy tĩnh Thành vẫn đây. Đang lộn. Cày tí à. Cố lên các bạn ơi. Không thể để thua ốc được. Ui bạn kia bạn lái xe của gì mà bạn bay kinh quá các bạn ơi. Ôi giời ơi. Các bạn ơi, mình vừa chơi mình vừa rung đùi. Chờ Bê Quy Thành chắc đến một quýt. Đây rồi. Ui xôi, mình còn tăng tốc mới ghê chứ các bạn. Ôi giời ơi, người đã dẫn đầu lại còn tăng tốc. Không có một bạn dẫn đầu. Bạn đấy em không quan tâm, bạn đấy trước cũng là vượt em thôi. Nhưng em vừa đi vừa chờ anh em mới đi thế thôi. Chứ em mà đi tất cả và tăng tốc thì em đi lâu rồi. Em vượt đi. Em vượt đấy. Nào. Bê Quy Thành chết 8 lượt rồi các bạn ạ. À, nhìn người ta đi đến khu một cái cầu vồng rồi. Ôi giời ơi. Đi chậm mà chắc à? Tất nhiên rồi, chết chơi lại từ đầu, ngu gì. Đấy. Đấy rồi các bạn ơi, anh đã đến được khu mới rồi. Thật tuyệt vời. Khu này có nhảy không nhỉ? Khu này có cái gì hot? Mấy khu này có mới đi thẳng đấy hả ốc? Đúng. Thì thôi, ôi, không để ý tí thì rơi các bạn. Đấy rồi. Đường đua tiếp theo. Cái xe xanh dẫm vào vì làm sao đấy? Không biết. Đây rồi. Sắp bám đuổi được ốc rồi các bạn ơi. À, chết ốc quả mìn. Chết ốc quả mìn. Thế nào? Ố dề. Và cho những bạn nào chưa biết cũng như bạn biết rồi, ván vào rồi mình lại thắng. Mình bỏ xa Bê Quy Thành luôn. Rồi ván này tụi mình sẽ thử đi đợi cùng nhau nào. Nào đi bắt đầu đi ốc. Đây bắt đầu rồi, em bắt đầu rồi. Đợi nhau nha. Đấy. Đồng hành, người bạn đồng hành chứ không phải là lao đến. Người là... bạn này chỉ có cho ăn hành thôi. Ăn không hành đồng nha. Hành ốc dụng mà xem, ốc cứ bốc phét đi. Nãy em dẫm vào mì à? Dễ dẫm vào cái chấm đỏ đỏ cái nó nổ các bạn ạ. Cay thật đấy. Đen thật đấy. Đấy người ta gọi là chủ quan không cẩn thận ấy. Anh nghĩ lúc đầu qua mấy lần đó. Ốc bị đây, anh đợi này ốc này. Đi đi. Đi xong đi. Đấy, mình đi bình tĩnh thôi các bạn ạ. Vì sớm muộn gì mình cũng sẽ vượt qua được thôi. Trò này nó cay ở chỗ là chúng ta khi mà không được lại phải chơi lại. Ui bay cao quá rồi. Em bay cao quá. Ôi ôi. Chết rồi. Đứng ngay mà đây anh lại đợi ốc ở dưới. Tại vì nó hay bị hững á. Đúng rồi. Ván cuối này anh cố gắng phải phục thù ốc các bạn. Thì đi đi, anh đi trước đi. Không cần phải đợi đâu. Ghê vậy. Biết anh đã hy sinh à? Không, anh đã đi chậm. Anh sớm muộn sẽ dẫm vào mìn thôi Bê Quy Thành. Anh sẽ không dẫm vào mìn các bạn ơi. Tin anh.
Ok. Cái bạn có hình đầu lâu kia, bạn ấy đi nhanh thật sữa không ạ? Ừ đúng rồi. Bạn ấy có cái đồ gì ấy, tăng tốc độ hay sao? Đúng rồi, bạn ấy mua được cái tân nhang nhân 2 tốc độ ở lúc vào chỗ spa á. Ồ, thế thì ai mà chơi lại, chơi thế là chơi bẩn. Mình phải đạp tốc độ bình thường. Không, đạp tốc độ nhanh cũng khó nha. Không phải cứ tốc độ nhanh là thích đâu. Tốc độ nhanh dễ rời lắm. Chạy một phát gần tới đích luôn đó. Mình chẳng nhẽ mình không phá đảo được cái game này các bạn. Mình sẽ phá đảo game này các bạn xem. Phá đảo? Phá vòng mìn. Bên Quý Thành ở Dũng Si đi test mìn xem có nổ hay không. Thử xem có nổ ai không. Anh ấn nổ cho bay ra lốc như đứa ngốc luôn các bạn. Khói đỏ kia chúng cũng hy sinh sao ạ? Nhé. Yeah. Ờ cẩn thận. Nói chung mấy cái ở đây đều rất nguy hiểm. Sơ hở là rụng luôn. Ôi quả mìn giấu ở ngay dưới cái tí dẫm vào ạ. À, những cái đụn cát sẽ làm bánh xe của mình đi lệch hướng các bạn ạ. Đây rồi. Bên Quý Thành phá đảo game. Vua trò chơi. Ừ, bốc phét ít thôi. Ê, ôi, cái bạn đầu lâu kia đến phần màu tím rồi anh Thành ạ. Ờ, bạn bạn hy sinh rồi đấy. Hy sinh đâu, bạn ấy lên phần màu tím rồi, lên mà lên thang cao hơn mình rồi kìa. Bạn hy sinh cái gì mà hy sinh, còn lâu mà hy sinh đi. Ồ, thế là đường đua này rất xa ấy nhỉ? Đúng rồi, đường đua này rất là xa luôn. Đấy rồi. Dẫn đầu. Dẫn đầu thang dưới. Mình phải phanh lại, không nữa mình tham quá, mình cứ toàn lấy đà mình bay 2-3 cái dễ dụng. Đúng rồi, phải phanh lại đấy. Còn đi bình tĩnh này thì mình nghĩ là mình đi nó không khó các bạn. Đấy, cứ đi thế này chẳng tới đích, đúng không các bạn? Ôi, đi được một đoạn đường lần này mình đi được xa nhất từ nãy giờ mình đi luôn các bạn. Nãy em đi đoạn đấy. Em đi xa ấy, ốc vẫn bám theo sau mình rất là từ từ. Đấy, bền bỉ, ốc là chiến binh bền bỉ. Chú ngựa ô nha các bạn, chú ngựa ô ở tựa game này mình chú nha. Chú ngựa ô à? Chú ngựa ô, chiến binh rất mạnh. Chiến binh dụng sùng. Chiến binh dụng sùng từ đầu anh. Theo. Cứ bình tĩnh thong thả, ta lập xe đi chơi. Đấy, ui dồi. Nó gọi là đẳng cấp các bạn ơi. Nếu mà các bạn mà đi quá, kiểu như mà lộn nhiều vòng quá là sẽ dễ rơi. Này, những đoạn nó ngắn. Không tùng phèo các bạn ạ. Những đoạn nó ngắn á. Rồi, anh sắp đi đến màu xanh dương rồi. Ốc ngay sau anh đạp rất chậm đợi ốc. Ốc dụng một cái thì thôi nha, hết phim với ông nha. Hết phim à? Hết phim luôn. Cứ đạp chậm chậm này thì dễ quá các bạn. Đấy, tăng độ khó thì đạp nhanh nó mới đẳng cấp. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, rất khó, mình phải để không nhìn gần gần thì mình mới đi được cẩn thận. Không còn dễ bị rơi lắm. Cái xe này lúc mà hạ xuống nó cũng nảy nha. Pha nảy đấy nguy hiểm nha. Sắp rồi rồi, nhanh lên. Ôi anh cắm đầu xuống đất kìa ốc ạ. Lộn vừa cái gì cắm đầu. Đây anh ở dưới đây đó ốc ơi. Thấy chưa? Anh lên tầng 2 rồi à? Ờ lên tầng 2 rồi. Giỏi. Ơ? Anh không biết luôn á. Anh lên tầng 2 rồi. Lên tầng 2 rồi các bạn. Đi chậm mà chắc ta sẽ phá đảo được game này. Vua trò chơi. Rồi mạn này anh vô địch luôn các bạn. Không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Em lên tầng 2 cùng với anh rồi đấy. Ok, đây. Anh đang đi rất chậm chỗ này đợi ốc. Thấy chưa? Đấy anh kìa ơi. Ốc đằng sau các bạn ơi. Đâu ok ấy? Vừa thấy đằng sau mà. Đấy, em thấy anh rồi. Ốc đằng sau kìa các bạn ơi. Ghê đấy. Rồi, cặp đôi phá đảo game. Vừa thôi. Vừa rơi dụng sung bây giờ. Vừa bê với Thành rồi. Anh đợi thôi, không là anh vượt qua em rồi. Em dụng sung mà xem, em cứ đi thế đi. Còn lâu mới dụng được sung. Đấy, đi nhanh. Hết sức cẩn thận. Bom, hết sức cẩn thận. No, quả bom. No. Thôi xong anh rồi. Anh dụng rồi. Không, anh chưa dụng các bạn. Ê, xét đánh nha. Ở cái này có xét đánh. Ôi, xét đánh thì sao mà né à? Ai biết, xui rồi chết rồi. Vãi cả xui thì chết. À, ôi. Xét đánh nha, xét đánh.
sẽ đánh cực ghê. Thì mình phải đi nhanh hơn các bạn ạ, không là sét đánh toàn đúng rồi, đúng rồi, chỗ này sét đánh nha. Đấy. Ủa. Khó thế. Ui, sét phải đánh trước mặt em luôn, Bêu Thành ơi. Cực ghê luôn ạ. Ui, sét đánh trước mặt ông luôn, ui ui. Sét đánh toe đâu. Ôi ghê quá các bạn ơi. Ôi ngay trước mặt anh luôn. Ờ em cũng vừa bị mấy pha thế. Thôi em dụng rồi. Yeah. Xe bay đây. Đâu. Đấy. Anh phá đảo trò này cho xem. Xét đánh tụi gì. Mình chơi mà kém tay nó mỏi luôn rồi các bạn ạ. Mỏi tay quá. Ốc chỉ bây giờ chỉ là khán giả thôi. Chán rồi các bạn ơi, mình chơi mình thấy mệt mỏi, mỏi hết cả tay. Trời ạ, anh có thấy mỏi tay không? Không, anh đi rất xa rồi các bạn. Anh đi rồi, anh phá đảo. Nhanh lên đi, nhanh lên đi, đạp tích cực lên. Đang đạp đây, hết cỡ rồi. Nhanh lên, đứa mặt cười nó sắp đuổi anh kìa. Đạp thì mình có nhảy đâu, mình anh không thích nhảy. Chứ nhảy này nó sẽ nhanh hơn này. Không, nhảy chậm hơn hay sao á? Không, nhảy nó tăng tốc hơn đấy. À, nhảy như lúc mà trượt xuống nó sẽ nhanh hơn đúng không? Đúng rồi, đấy. Sao vậy? Đi điều hướng đi, quay vòng tròn ấy. Xe nó khó điều hướng, nó có tay cầm đâu mà nó có xoay tít là lò. Ôi giời ơi. Thế mới bảo không nên nhảy, nhảy là dễ bị hy sinh lắm. Không sao, cho bạn đuổi. Anh sắp đến đoạn màu hồng rồi các bạn ạ. Đây là đoạn xa nhất từ nãy giờ mà tụi mình đi được. Thấy đẳng scope không ốc? Đẳng scope. Chơi game này có đến mai. Mai gì nhưng mà người ta phải có chí hướng tiến về phía trước. Ủa, tí sẽ đánh tay mồm. Ui, bạn kia có kiểu như kiểu sức mạnh gì đạp xe nhanh vậy? Đạp xịt khói đít. Đấy, đúng rồi, hay quá. Rồi, đạp đi. Xe đánh nha. Xe đánh. Ui, tí đánh vào mồm. Cứu tôi, trời ơi, cứu tôi. Rồi, sao? Nhanh luôn. Tiến lên. Nhanh luôn. Của mình. Mình không sợ gì quả mìn. Dẫm nút phát là bay bầu luôn đấy ốc ạ. Ừ. Anh sắp phá đảo game này rồi. Đâm vào cây kìa. Đâm vào cây. Đấm vào cây. Em nghĩ anh gà thế à. Nhảy lên. Sợi. Được đấy. Quá hay luôn các bạn ơi. Cố lên, qua màu hồng nhá. Cố lên. Sẽ đánh dụng ở đây. Quá đen luôn các bạn ạ. Tập trung. Làm sao, cái này đơn giản mà. Chiu. Đây, góc nhìn cho các bạn thấy gọi là sự rất là khó nhằn của cái tựa game này. Ui. Đấy, thấy không? Đấy, bên Quân Thành đạp xe oách kìa. Ui, tí giống quả mìn ạ. Trông đầu đúng ngu luôn các bạn. Ngu thế nào? Quay. Không, ngu. Mình chỉ đứng thứ hai thôi. Bạn kia bạn có động cơ phản lực ở mông. Bạn mặt cười, bạn có động cơ thật. Thế kìa, bạn ấy nổ, bạn ấy đi trên trời nổ động cơ kìa. Ôi thế thì chịu, thế thì ai mà chơi. Nhìn thế này, người ta chơi nó phải đẳng cấp, nó phải khó. Tí sẽ đánh nó bốc phét ít thôi. Thế ra anh, mấy bạn kia còn chưa qua được cái màu. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ê quay dại quậy kiểu bây giờ mình có thể đi đâu mình lắp motor vào đít của mình chạy nhanh hơn không? Đây. Tên. Nếu mà cứ chơi như này thì sẽ dễ thắng các bạn ạ, không quá khó. Hơi khéo léo một chút là được. Thì mình ít ra mình có phải phá đạo. Ôi trò này anh nghĩ là anh phá nốt cái màu đỏ cái là ok rồi. Còn anh chạm được cái màu đỏ là quá ok rồi, chứ cái màu cam mình nghĩ là chắc cũng chả có gì đâu. Vì anh chơi bây giờ anh chơi nhắm mắt cũng chơi được. Đùa nhắm mắt trời này chỉ có hy sinh được. Và bây giờ mình sẽ chơi kiểu mình phóng tốc độ cao nhé ông nhá. Anh làm gì có tốc độ cao mà phóng. Ừ, mình muốn tốc độ cao cũng không có luôn. Đúng. Đây này. Đạp đi. Đạp này mỏi hết cả chân rồi các bạn ạ. Mình bấm mỏi tay thật mà. Ui. Lên. Hay quá. Được rồi. Tuyệt vời. Đạp đi. Ui giời, ấy sét cứ đánh bến tai. Sét đánh vào đầu Bê Quy Thành đi. Thì mình đạp giữa hai cái này này.
Bây giờ anh đặt thử vào quả mìn thế nào. Nó nổ banh xác với bị rồi. Nhưng em chưa đặt vào mìn bao giờ em không biết. Nổ một phát bay màu luôn. Thế á? Ừ. Rồi. Được quá nhỉ. Ồ, cái chặng đường màu hồng này nó cũng khá là dài đó các bạn. Nhưng mà cái đoạn này nó cũng không khó đi như mấy cái đoạn đầu. Mấy đoạn đầu hai phải nhảy nhảy mà mình không căn được là mình rơi luôn. Đặt vào mìn bây giờ. Không ra được. Cái trình độ cao này. Thích đảm mìn không? Thích đảm mìn không? Đấy, thấy lộ tung phèo chưa? Nào. Đoạn này đường nó rất là thẳng nên nó dễ các bạn ạ. Nếu mà đua kiểu đường nó hơi vòng vèo nó sẽ khó hơn cho mình. Vì mình phải điều hướng thì nó sẽ khó hơn. Nhảy qua ngọn cây luôn. Đó, vẫn chưa không qua được ngọn cây à? Chắc chắn anh sẽ nhảy qua ngọn cây này trong ốc và các bạn thấy trình độ cao của anh. À, nhảy qua ngọn cây, xong đạp luôn vào mìn. Đạp sao được vào mìn, ốc okay. Nhảy lên, đúng rồi. Ốc okay, cố lên, sắp sang phần màu đỏ rồi, mình tò mò biết map tiếp theo có cái gì ghê. Mai mà chả tới được cái phần màu đỏ. Ui, nó vẫn cứ là cái phần trồng cây thôi các bạn ạ. Cây trồng trên đá, chịu luôn. Đấy, xét nó sợ anh, nó toàn đánh né anh à thôi. Trời ơi, mình bỏ xa những bạn khác luôn. Wow, bạn mặt cười lên màu cam rồi kìa. Đi nhanh kinh khủng luôn. Nhìn tốc độ bạn đi kìa. Ủa? Tốc độ bạn đi như thế kia thì mình chịu thôi các bạn ạ. Xe mình không có động cơ. Người ta đi xe phản lực, mình đi xe đạp. Đi. Đánh khói mồm đi. Dễ bị lừa mấy đoạn này. Đây, một đống đây này, thấy không? Ui, tí kìa, đây nhảy nhảy. Tí ôi, lắm mìn thế. Mìn quá. Đi thôi. Các bạn thấy không? Thấy cái nó lừa mình đã đặt đầy mìn vào đấy không? Ừ. Ôi, xét đánh ngang mông luôn. Đi nhảy. Sắp đến đoạn màu đỏ rồi. Ok. Ủa, có mìn. Có mìn sợ gì? Ui, đấy, quả đấy đi nhanh tí nữa là đánh cho dụng rồi đấy. Sợ gì mìn đứng im một chỗ mà lo gì? Mình đứng im một chỗ nhưng mình không đứng yên một chỗ, mình đi vào chỗ mìn. Đáng tích cực luôn. Chỗ này không phải suy nghĩ gì. Gì kìa, đường cụt à? À không, map mới các bạn. Rồi, tốc độ cao rồi. Tốc độ cao. Tí thì dụng sang mần màu đỏ rồi này. Nào, lên, đúng. Ui, rồi. Tí thì dụng không ạ? Đạp nhanh lên dốc kém thế nhở? Xé hết xăng. Xăng thì đạp hết xăng. Đạp lên. Dù sao mình cũng đến màu đỏ rồi các bạn ạ. Thế các bạn chơi đến màu nào? Đúng rồi, các bạn thử chơi trò này xem các bạn đến màu nào. Các bạn bình luận ở dưới nhá. Nhưng hôm nay là bên của thầy là chạy xa nhất rồi. Mình đấy. Thì đến màu hồng các bạn. Rồi, và các bạn nếu thích video đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và bình luận xem là anh Bưu Thành hay là ốc đạp giỏi hơn nhá. Chắc chắn là anh đạp giỏi hơn. Anh đạp xa nhất. Đầu tiên ốc thắng ốc bỏ xa bên của Thành mãi đoạn vạch xuất phát luôn. Và đầu tiên anh không biết chơi đâu. Thôi rồi, để các bạn bình luận là ai chơi giỏi hơn ở dưới nhá. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại bạn miền sau. Ui, đạp xe này nó khó hơn đạp xe có hai bánh các bạn ạ. Xe này dễ hơn. Dễ hơn khó.